Wow, một thương hiệu quá là nổi tiếng đấy, và một dòng sản phẩm tiếng rất là hay. Và cái quan trọng nhất là giá thành hợp lý, hợp túi tiền dành cho tất cả các anh chị em yêu mến âm nhạc trên toàn quốc vào cái dịp cuối năm này các bác ơi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì các bác đã giá từ một năm cuối rồi, năm 2022, và chào đón một mùa xuân mới. Mong rằng những điều an lành, hạnh phúc, tốt đẹp nhất, thành công nhất sẽ đến với muôn nhà. Và xin được chúc cho tất cả các bác bước sang một năm mới hanh thông thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Và các bác chúng ta hãy nhớ rằng đừng quên mang lại những lời ca tiếng hát, mang lại những niềm vui tích cực cho đời. Đó chính là những bài hát, những lời ca, và đây cũng chính là một món quà âm nhạc xin được dành tặng cho toàn thể các bác trong video ngày hôm nay. Một siêu phẩm đó chính là dòng micro mang thương hiệu Sansui, một thương hiệu đến từ Nhật Bản các bác nha. Và các bác có thể xem thật kỹ video này, cố gắng đừng tua qua để chúng ta biết được dòng Sansui này có điểm gì đặc biệt, và dòng này chất lượng âm thanh của nó có hay không, nó đang sử dụng một dòng côn gì. Và các bác sẽ cảm nhận thấy bộ micro này với giá tiền chỉ bằng 1/2, 1/3 một bộ mic trọ, một bộ mic nhái thôi, nhưng chất lượng âm thanh thì khác biệt hoàn toàn so với những đồ rẻ tiền các bác nhá. Và em Hiền cũng xin được giới thiệu cũng như là review cho các bác cụ thể về chiếc đầu thu của bộ micro với thương hiệu Sansui Wireless Microphone. Và trước khi vào chương trình chính thì em Hiền cũng xin được chân thành cảm ơn những tình cảm rất là quý báu của tất cả anh em trong khoảng thời gian qua đã luôn luôn tin tưởng đồng hành cùng với thương hiệu Cao Hiền Audio, một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp cũng như là mang đến cho tất cả các bác những sản phẩm sách tay, những sản phẩm hàng thảo phòng, hàng gia đình, và luôn luôn có những sản phẩm mới hàng ngày để cho tất cả các bác lựa chọn. Anh em nhớ đăng ký kênh, like video cũng như bật chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất. Và em Hiền xin được giới thiệu đến tất cả các bác thương hiệu Sansui. Nó là một cái gì đó rất quen thuộc đối với con người Việt Nam cũng như là các nước ở trên thế giới. Và Sansui đã đi vào tiềm thức của người dân nghe Việt Nam với các thiết bị nghe nhạc, với các thiết bị karaoke, và đặc biệt với micro thì Sansui nó là một cái thương hiệu rất ít gặp ở tại thị trường Việt Nam các bác ạ. Đó, và đối với cái dòng này thì các bác có thể nhìn thấy đây, nó sử dụng hai màn hình hiển thị cho kênh A và kênh B khác nhau. Mặt của nó là mặt nhôm CNC nguyên khối các bác nhé. Và dòng này của nó thì có thể cài đặt được cả chế độ 3 số, cả chế độ 6 số, tức là hiển thị được cả kênh các bác đang bắt và hiển thị được cả tần số các bác đang bắt. Và với cái mặt này thì anh em có thể nhìn qua thật sự là rất là đẹp, rất sang trọng. Đấy. Và Sansui thì từ trước đến nay chưa bao giờ làm các bác thất vọng bao giờ cả, đúng không? Anh em nhìn tổng thành một chiếc đầu thu đây, đấy, được quay tại cái vị trí mà em test đồ thôi. Chính vì vậy là nó cũng không có một cái sân khấu nào được gọi là mỹ miều cả. Và tới đây thì em Hiền cũng đang có rất nhiều những hàng hầm mà là để thanh lý cho anh em trong cái dịp cuối năm. Rất mong tất cả các bác chúng ta đăng ký kênh thì mới được có nhìn thông báo sớm nhất để các bác sẽ lựa chọn những cái sản phẩm rẻ mà chất lượng, các bác nhé. Và em Hiền cũng xin được nói thêm, đối với tay dòng này thì gần như là hàng tháo phòng. Chính vì vậy nó có những cái tay để các bác này. Tay này có là tay zin các bác nhá. Đây chính là tay zin và hàng tháo phòng, gần như là hàng thừa, hàng đẳng cấp. Chính vì vậy mà tay chân của nó còn khá là đẹp. Đương nhiên, một bộ micro đã qua sử dụng thì không thể nào đẹp được như một bộ micro mới, nhưng nhìn chung đấy, cực kỳ là sạch sẽ đẹp. Còn riêng đối với cái phần lưới bảo vệ bên trên đầu các bác nhá, thì trong quá trình sử dụng thì nó có hơi bẩn một chút, để em Hiền cũng đã cho anh em thợ dọn dẹp về cái dọ đấy. Còn tay chân thì gần như là zin 100%. Còn đối với bộ micro này có điểm gì đặc biệt để cho các bác quan tâm đây? Đấy, đối với cái côn micro này thì nó là một trong những dòng côn được đánh giá là dòng côn neo bi các bác nhá, côn neo bi. Và các bác thường thường bắt gặp dòng côn này chính là những dòng micro di là cạc ở thế hệ đời cao thì nó vẫn sử dụng cái dòng côn neo bi này. Nó đủ ba giải đấy, bác chung kép đầy đủ, và đặc biệt là cái giải xăng đấy, giải chung nó sẽ nổi bật hơn cho các bác khi ca hát đấy. Và khi mà hát rồi thì các bác cũng cảm nhận thấy là cái chất âm nó sẽ đẩy khỏi cái dòng nhạc. Chính vì vậy mà các bác hát bao giờ cũng được tôn lời, nhẹ nhàng và rất là dễ hát luôn các bác ạ. Và với cái côn này thì anh em có thể mua ở bên ngoài, nếu côn xịn, côn chính hãng thì là cái tiền triệu một cặp, chứ không thể mua tiền mấy chục mấy trăm được các bác nhá. Đấy, chính vì vậy em bán một bộ micro như thế này. Đấy, tay chân của nó là hợp kim các bác nhá. Một số bác hỏi là tay này của nó là tay bằng nhựa hay bằng nhôm. Đấy, em nói luôn các bác là tay này của nó là tay hợp kim. Đấy, hợp kim nhôm. Đấy,
ruột gan, tay chân thì còn zin 100%. Đấy, chính vì vậy các bác nên sắm cho mình một bộ micro này để xài. Và với mức giá rẻ nhất có thể thì anh em chúng ta sẽ lựa chọn một bộ mic nhái, một bộ mic trợ, hay là các bác sử dụng một bộ micro hàng xịn bãi đấy với cái thương hiệu của Nhật. Và em cũng nói luôn dòng này của nó được sản xuất và lắp ráp tại Đài Loan coi nhá. Đấy, bây giờ thì đa phần các thương hiệu của Nhật cũng như là các thương hiệu khác, ví dụ như mạnh đến như một chiếc điện thoại iPhone cũng đang được sản xuất ở đâu thì các bác biết rồi, sản xuất nhà máy tại Trung Quốc. Đấy, còn dòng này của nó thì được sản xuất tại Đài Loan với cái công nghệ, với cái nền tảng của Mỹ các bác nhá. Của Nhật các bác nhá. Thì chất lượng âm thanh của nó thì cũng đạt cái yêu cầu khá là cao. Đây, mặt mũi này đẹp này, sang trọng này. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem qua về cái phần nội thất ở đây. Nếu mà các bác nhìn cái nội thất thì chắc chắn một điều là các bác cảm thấy rất là phê. Và đặc biệt là với một cái cơ cấu mạch đấy, sản xuất phân bổ về khu vực sóng, phân bổ về khu vực xử lý âm thanh thì rất là chi tiết rõ nét. Các bác có thể nhìn thấy đây không? Rất đẹp, rất là chuẩn chỉ. Tất cả những con linh kiện cao cấp nhỏ đấy. Và thế hệ này của nó là dòng thế hệ giải mã về âm thanh nữa bác nhá. Chính vì vậy nó có một con chip đấy, đa chức năng đấy, giải mã về âm thanh, giải mã về sóng. Con này sóng sánh của nó cũng ổn định ở trong cái tầm khoảng 2-30 mét, nhiều lắm thì tầm khoảng 4-50 mét. Chính vì vậy anh em đi làm show, làm sự kiện, ví dụ đám cưới, hiếu hỉ nhỏ và vừa được, còn làm chương trình sự kiện lớn thì em nói luôn các bác là không đạt nhá. Bởi vì nếu mà làm sự kiện lớn thì các bác phải sắm những bộ micro một vài trăm triệu chứ, triệu bạc một bộ micro sang xui như thế này thì em khẳng định các bác là nó cũng chưa phải là cái phương án xứng tầm để các bác xài vào cái dàn âm thanh tiền tỷ đâu, đúng không? Ruột gan các bác thấy có xịn sò, có đẹp không ạ? Chắc chắn một điều là rất nhiều anh em là dân chơi âm thanh, các bác chỉ cần nhìn qua các bác biết rồi. Đấy, bên mạch của nó thì đa phần là như thế này. Đấy, còn nếu mà có khác thì nó chỉ khác một tí chút về cái cơ cấu và cái vị trí để đặt cái con chip giải mã thôi. Chứ ruột gan của nó thì tất cả đều là xử lý bằng những con tụ nhôm rất là đẹp. Đấy, bên mạch rất ok có nha. Ở khu vực phía sau thì có đầy đủ các công năng, tính năng và chức năng. Đấy, alo này, hai Canon này, 6 ly này, hệ thống com này, điện 12V, cắm điện 220. Và tổng quan như này các bác nhá, em sẽ alo cho các bác nghe thử này, báo giá ngay lập tức luôn, không dài dòng, không mất thời gian nhiều. Anh em ai có tai nghe xin đeo vào nha. Kính thưa toàn thể quý vị, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay 28 tháng 12 năm 2022, đấy, chỉ còn có 2 ngày nữa thì bước sang năm mới rồi. Đấy, rất mong tất cả anh em chúng ta hãy lựa chọn cho mình một bộ micro Sansui đấy, đẳng cấp, thương hiệu Nhật. Các bác nghe thử, em nói thử là các bác nghe rõ không ạ? 67123457, cực kỳ là đẹp. Đấy, tiếng rất đẹp không ạ? 67. Và đặc biệt là con này có nó hỗ trợ hú rít lại còn tốt nữa cơ. Tay này là em khẳng định với các bác là tay zin nhá. Đấy, ruột gan zin, tay zin này. Còn khá là đẹp, màu của nó màu vàng 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 nghệ. Đấy các bác nhìn đây, rất đẹp. Anh em ai thích những tay zin, thích đồ xịn, đồ zin thì các bác xài cho em Hiền những con như thế này. Đấy, và đây là những tay em Hiền thể theo yêu cầu của một số bác thì cũng đã tốt lại rồi. Đấy, và lên một cái màu vàng vàng cát đó. Thì tất cả anh em ai thích đồ zin thì có thể lấy cho em Hiền những cái tay như thế này. Còn nếu các bác thích đồ tút lại để có một cái màu vàng cát nhẹ nhàng hơn thì vẫn có thể liên hệ với Cao Hiền. Đấy, tiền tút lại là mất 200.000 một bộ các bác nhá, nhà em không tính thêm. Và tổng thành một bộ micro như thế này đây. Đấy, côn của nó là tiền triệu các bác nhá. Em sẽ để cho các bác với mức giá là 1.300.000 đồng, bao ship toàn quốc. Và đây chính là lô Sansui cuối cùng của năm. Và cũng chắc chắn rằng từ đây trở đi cũng rất là ít các bác có thể mua được bộ micro như thế này. Bởi vì hết lô này thì em Hiền cũng không lấy được nữa. Bởi vì khu vui chơi giải trí của người ta tất cả đều là Sansui hết các bác nha. Chính vì vậy em sẽ lấy được tầm khoảng mười mấy bộ micro như này. Tất cả anh em thợ, ai là người có nhu cầu lấy về bán Tết, em sẽ để cho các bác với giá hợp lý hơn. Đấy, còn các bác mua lẻ thì với mức giá là 1.300.000 đồng bao ship. Anh em thợ nhớ nha, bộ này của nó không hay em không lấy tiền đâu. Rồi ok, xin được dừng video tại đây và kính chúc đến tất cả các bác những ngày cuối năm may mắn, thành công và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống của mình. Xin chào tất cả anh em.